Ngày 22 tháng 3, thông tin từ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Áng, Sơn Dương thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho hay lực lượng tìm kiếm vừa tìm thấy thi thể một người đàn ông trên vùng biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, cách bờ biển khoảng 7 hải lý. Thi thể người đàn ông được xác định là anh DVT, 39 tuổi, ngụ tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, bị mất tích cùng vợ PTL, 36 tuổi, khi đang đánh bắt cá trên vùng biển xã Kỳ Lợi vào tối ngày 16 tháng 3. Người thân đã đưa thi thể anh T về làm thủ tục mai táng, lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chị L. Tối ngày 16 tháng 3, vợ chồng anh DVT sử dụng thuyền gỗ dài 9 mét, công suất khoảng 90 cv đi đánh bắt cá ngoài khơi. Đến trưa ngày 17 tháng 3, ngư dân đi đánh bắt hải sản tại vùng biển xã Kỳ Lợi cách bờ khoảng 5 hải lý phát hiện một chiếc thuyền trôi giạt nhưng không có người. Nghi ngờ có người gặp nạn nên sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Áng, Sơn Dương cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm.